Lan và chúng con xin vâng. Bà na ti bà ta về ramani sa khá bà đăng sa ma di a mi. Con xin vâng giữ điều học là quý tranh xa sự sát sanh. Adina da na về ramani sa khá bà đăng sa ma di a mi. Con xin vâng giữ điều học là quý tranh xa sự trộm cắp. Ka me su mi cha cha ra về ramani sa khá bà đăng sa ma di a mi. Con xin vâng giữ điều học là quý tranh xa sự tà dâm. Mu sa wa da về ramani sa khá bà đăng sa ma di a mi. Con xin vâng giữ điều học là quý tranh xa sự nói dối. Sú ra mê ra gia mắt chấp bà ma đá tha na về ramani sa khá bà đăng sa ma di a mi. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và cái chất sai. Bana ti ba ta về tam ni sức khả ba đăng tam đi gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sạc sanh. Adina da na về tam ni sức khả ba đăng tam đi gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca me sơ mi cha cha ra về tam ni sức khả ba đăng tam đi gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Mu sa wa da về tam ni sức khả ba đăng tam đi gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame rajama chapama dathana về tam ni sức khả ba đăng tam đi gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha badane sa thukang katawa apamade nanicha ka lang samma rakitap bang. Chỉ thiện tinh nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vẫn giữ hành theo cho nên trọn đời chẳng nên đi vui. A ma phan te và chúng con xin vâng. Si le na su ga tan yan ti si le na pho va sa ma da si le na ni po tan yan ti ta sa ma si lang vi so un tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các tên nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Xa thu lành thai. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào. Nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm hiên, trở mau giải thoát cái liền kiếm sao, nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhằm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thấy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tam học gia định tuệ, nguyện đoạt tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành.
Yang kinh chikusala kammang kattap bang kidiyang mama kaya na wacha manasa tida se sugatang katang ye sata asam nino ate iye kasata asam nino katang buon ya palang mai hang sabbe pa ye pa wan tu te ye tang katang suwidi tang den nang Bồn nhà pha lăng mà giả dê cha ta thà na cha an anh thì để qua gần ta nì dê đà dùm sạp bê. Lô cầm hì dê sạch ta chi quan ta ha ra hê tu ca. Má muộn năng khô cha năng sạp bê lập hành tu mà mã chê. Na sa tê phước căn con đã tạo thành na do thân khẩu ý tu hành dẻo nên na điều là phước báo vững bền. Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phàm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hướng ngang phước con hội hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chung đến hầu mạch ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được của quý dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường sinh thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọ lòng. Nam mô Bích Tha giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Như pháp kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Như pháp lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Vô Tám Má được bình vững lâu dài. Chúng con cũng thành kính dân quả phước này đến với chư tôn đức. Như pháp xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha giá mô Tham Ma giá Nam mô Sang Kha giá. Và một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Như pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Như pháp kính chào Nguyên Trần mến chào Pháp Nguồn Lào Cai, mến chào Thi An Lạc, kính chào Buông Bỏ, kính chào anh chị Phan Văn Liêm, mến chào Thi Na và kính chào người Phương Nam. Dạ, sa thủ và mến chào cô Trần Đạo. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, Như pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Sạng Đông đã mở rung và cho đạo tràng được kinh pháp của siêu trưởng. Dạ, kính bạch quý ngài và kính thưa đạo tràng. Hôm nay đại đức Tịnh Đạt phải đi tụng kinh đám tang nên là sư không có thể vào khung để cùng chúng ta ôn bài, nên là Như pháp có báo với cô Sạng Đông và con cung thỉnh quý ngài ở lại chứng minh và Như pháp kính mời đạo tràng ở lại thính pháp do cô Sạng Đông đưa băng giảng của sư giác thượng tọa Giác Nguyên sư Tài Khanh bài Trường Bộ Kinh Kinh Phạm Võng Trăm Ma Cha Lá Xuất Tác. Như pháp kính chúc đạo tràng
một buổi thính pháp được an vui tiến hóa. Dạ, bây giờ thì mời cô Sang Đông. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô rất là nhiều. Nội dung hoặc là cách trình bày, nói chung là hình thức và nội dung của mỗi kinh, thì nếu quyết định cái kinh nó nằm ở đâu, chứ còn ở đây không có vấn đề trật tự thời gian như là bên Bắc Tông, mà cái thời mà ngày Trí Khải đại sư của Thiên Thai đó, ông bày ra cái vụ mà ngũ thời thuyết giáo là mới thành Phật đó, thì ngày thuyết kinh cho là hạng nào kinh nào là thời Quan Nghiêm giảng cho đại thừa, rồi cái thời nào A Hàm giảng cho tiểu thừa, thì bên đây không có. Bởi vì cái chuyện rất là vô lý ở chỗ là trong cuộc đời mà hoằng hóa của Đức Phật á, thì ngay cái ngày đầu tiên mới thành đạo, cái người ngày gặp đầu tiên á, thì lại là người không có gì nói bật hết. Nhưng mà chỉ một thời gian rất ngắn sau đó, chỉ có vài tháng, thì ngài lại gặp ngay hai cái nhân vật mà có thể là hàng đầu ở trong kinh văn, đó là ngài Xá Lợi Phất và Hiền Viên. Ngài thành đạo rằm tháng tư năm nay nè, thì tháng giêng năm sau, tháng giêng năm tới đó, ngài thành đạo vào tháng tư năm 2016, thì tháng giêng năm 2017 thì ngài Xá Lợi Phất và ngài Hiền Viên thọ đại giới Tỳ Kheo. Như vậy thì trước sau thì chỉ có mấy tháng thôi, chỉ có chín tháng. Cho nên ở đây là cái thời gian mà cái thời điểm mà ngài gặp đối tượng để ngài được tế độ đó, thì lúc này lúc khác chứ không có cái thời điểm đặc biệt lúc nào dành cho các loại người nào thì không phải nha. Nhớ cái đó. Rồi. Bây giờ tiếp theo là bữa nay chúng tôi sẽ khiến cho quý vị ngạc nhiên cũng có mà thất vọng cũng có. Ngạc nhiên cũng có mà thất vọng cũng có khi mà chúng tôi giảng cái kinh Phạm Võng theo một cái cách rất là dị. Mà những ai mà có thành kiến, có ác cảm đối với chúng tôi thì hôm nay nè, thì xin các vị đó ghi nhận rằng đây là cái dịp tốt để các vị đó tha hồ ném đá. Ném đá giấu tay hay là ném đá công khai? Thế nào là ném đá công khai, ném đá giấu tay, lát nữa các vị biết nha. Bây giờ cái kinh Phạm Võng nó có nội dung nó quái gở như thế này, là chúng tôi sẽ toàn bộ cái nội dung kinh Phạm Võng đó, theo chúng tôi đó, thì nên bắt đầu ở cuối kinh. Cái vấn đề cuối kinh là sao? Đức Phật xác nhận rằng do không hiểu được cái lý duyên khởi nên phàm phu đã nảy sinh các cái loại tà kiến. Mà giáo lý duyên khởi nói cái gì? Giáo lý duyên khởi đó dạy về cái nguyên lý nhân quả và tam tướng của vạn hữu. Và đồng thời cũng vạch ra cái con đường giải thoát sinh tử. Nói vậy thì giáo lý duyên khởi cũng chứa đựng trọn vẹn cái tinh thần của cái giáo lý bốn đế, giáo lý tứ đế nha. Một cái người mà am tường rốt ráo cái giáo lý duyên khởi về, tức là cũng là giáo lý thì bắt buộc người đó phải hiểu bốn đế. Cái người am tường rốt ráo cái giáo lý bốn đế cũng là cái người am tường cái giáo lý duyên khởi. Và trên đời này thì chỉ có thánh nhân mới là cái người am tường rốt ráo bốn đế. Có một điều là rốt ráo làm sao
À, rốt ráo làm sao? Am tường rốt ráo giáo lý tứ đế cũng là am tường rốt ráo ở cái lý duyên khởi, mà am tường cái lý tứ đế là phải cần đến ba cái thứ trí, ba cái thứ trí tuệ. Một là sách chá nha, nha ná, biết rõ bốn đế là cái gì. Thứ hai là kích chát nha ná, biết rõ cái việc phải làm đối với bốn đế. Cái số ba là kata nha ná, có nghĩa là biết rõ mình đã làm xong chuyện phải làm đối với bốn đế. À, nhớ nha, cái bữa nay là tôi xin thưa rõ một chuyện, là vừa qua, hai năm vừa qua, chúng ta học tương ưng theo cái kiểu dẫn chơi, còn nói nó hơi nặng một chút là nói kiểu là học kiểu dẫn mặt. Cái nghĩa là người ta róng cái cổ lên người ta giảng, mình ngồi mình trùm mền mình ngủ hoặc là mình nghe nhạc, rồi hết giờ cái mình tắt máy mình đi ra. Chứ không á, là nếu không mà ẩu như vậy, không có tào lao như vậy, thì hai năm qua chúng ta đã, nếu mà nghe đến đâu mà ghi chép đến đó hết, thì chúng ta đã có một cái vốn lý giáo lý rất là căn bản, rất là đáng kể nha. Thì mong rằng kể từ hôm nay khi chúng ta bắt đầu với cái bộ Digha-Nikaya, tức là trường bộ kinh, thì chúng ta nên có cái ghi chép để mai này là có lúc cần dở ra xem lại nha. Rồi bây giờ tôi giảng, tôi ôm lại thôi. Ngày hôm qua tôi biết có nhiều người cũng thất vọng là tại sao tôi cuối tôi bỏ hẳn một loạt kinh tôi không có giảng, là vì hai lý do. Một là tôi đã giảng rồi. Thứ hai là toàn bộ những nội dung đó sẽ được nói đến, sẽ được nhắc lại khi mà chúng ta học qua các bộ kinh khác, chứ không có phải là ngày hôm qua là lần duy nhất, lần cuối cùng rồi chúng ta vĩnh biệt cái nội dung của cái phần mà chúng tôi không giảng tới, thì không phải nha. Cái nội dung đó, thứ nhất chúng tôi đã giảng rồi, và sắp tới thì quý vị cũng sẽ nghe miệt mài ở những cái dặm đường phía trước. Thì chúng tôi nhắc lại bốn, đối với một cái người mà am tường lý duyên khởi thì không thể nào mắc vào các tà kiến mà trong kinh Phạm Bổng này Đức Phật nhắc đến. Mà am tường bốn mà tứ am tường lý duyên khởi thì cũng nghĩa là am tường bốn đế. Mà am tường bốn đế làm sao? Là am tường bằng ba cái loại, ba cái nhận thức sau đây. Thứ nhất, cái loại trí đầu tiên là biết rõ bốn đế là cái gì. Thứ nhất, mọi sự hiện hữu ở đời này đều là khổ đế. Vì sao vậy? Vì bất cứ cái hình thức hiện hữu nào nó cũng nằm trong ba khổ: khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Đó là lý do tại sao mà mọi hiện hữu đều là khổ đế. Thứ hai, bất cứ cái niềm đam mê thích thú nào của chúng ta cũng chỉ là niềm đam mê thích thú trong khổ đế thôi. Thì cái niềm đam mê thích thú đó được gọi là tập đế. Tập đế chính là niềm đam mê trong khổ đế. Thứ ba, cái sự vắng mặt của tập đế nó chính là diệt đế, tức là niết bàn. Và cái con đường mà dẫn đến diệt đế được gọi là đạo đế. Con đường đó là cái tinh thần bát chánh đạo. Các vị nghe kịp chưa? Alo. Cô Rạng Đông ơi, cầm mic trở lại cô Rạng Đông ơi.
Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ cho trong giây lát được nghe cô Trần Đông có vấn đề rồi. Dạ, thấy cô Trần Đông trở lại rồi. Như Pháp mời cô cầm bích trở lại à. À, từ cái sự trao truyền của người khác thì cái hiểu biết đó được gọi là biết qua trí văn. Còn cái trí tư có nghĩa là sau khi mình học rồi, mình đọc rồi, mình nghe rồi, mình về mình mới ngồi mình nghiệm lại, mình gẫm lại, suy tư lại à, thì cái đó được gọi là trí tư. Còn cái trí tu á, chính là cái sự thể nghiệm thân chứng của hành giả à, tu tuệ quán, tức là tứ niệm xứ à, dùng chánh niệm để ghi nhận cái gì nó đang xảy ra, nó là gì, bản chất nó ra sao và hiện giờ nó đang hoạt động như thế nào. Đã. Thì phải qua cái loại công phu tuệ quán ni này thì hành giả mới hiểu được bốn đế và duyên khởi bằng cái trí tu. Tôi cố ý tôi nói thiệt là chậm nha, thiệt là chậm. Rồi như vậy thì đối với bốn đế, cái chuyện đầu tiên là mình phải biết rõ bốn đế là cái gì trước cái đây. Đó, cái trí đó được gọi là sách chả nhà. Cái trí thứ hai đó gọi là kích chả nhà nữa. Có nghĩa là mình biết rõ đối với bốn đế mình phải làm việc gì. À, khổ đế cần được nhận thức, nhận diện. Tập đế thì cần được đoạn trừ. Diệt đế cần được chứng ngộ. Và đạo đế cần được hành trì. Nhớ nha. À, thì bốn cái nhận thức này nè được gọi là kích cho nhà nè. Rồi cái thứ ba, cái trí thứ ba gọi là cát tá nhà nè, là biết rõ ta đã nhận thức đầy đủ và chín chắn về khổ đế, biết rõ tập đế đã được đoạn trừ, à, biết rõ diệt đế đã được chứng ngộ, rồi biết rõ đạo đế đã được hành trì viên mãn. Thì bốn cái này đó gọi là cát tá nhà, cái này gọi là thành sở tác trí của năm tông, không? Thành sở tác trí của năm tông, cái thành sở tác trí của năm tông chính là cái này. Chứ không phải, còn cái không phải là cái thành sở tác trí bên duy thức nghe. Thì bốn cái này rồi, cái tá nhanh á, thì cái người nào á mà hiểu được tứ diệu đế mà qua bốn cái trí này nè, được gọi là am hiểu một cách rốt ráo. Và chỉ có vị thánh, tức là tư, chỉ có thánh nhân à, tức là hán, mới am hiểu rốt ráo bốn đế qua ba cái loại trí này nha. À, mà am hiểu bốn đế cũng là am hiểu lý duyên khởi. Mà am hiểu lý duyên khởi đó thì không còn mắc vào bất cứ thứ tà kiến nào nữa. Đó, cái nội dung kinh Phạm Võng là phải bắt đầu từ dạ, chắc có lẽ cô Trần Đông không có chức máy. Dạ, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, và sư có thể cho chúng con ôn bài không ạ? À? Dạ, kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên.
Dạ sư có thấy, dạ sư thấy ông mài vậy, con kính dân mít đến sư. Dạ con chưa có nhận được duyên sự tâm tắc của sư tạp thời ông mài trước hả sư ha. Dạ dạ con kính dân mít đến sư, sẽ sư cho chúng con biết được ạ. Dạ Nam Mô Bổn Thầy. Dạ dạ kính thưa quý vị, thì lúc nãy Tình Đạt có nhắn cho cô Nhật Quỳnh đó là hôm nay ở chùa có cái lễ Duyên Y Tắm Mưa, và cũng bất ngờ nhận một cái tin người Phật tử gần chùa ra đi đột ngột, thì Chư Tăng cũng có sắp xếp để mà dự tắm tang. Cái này do vậy thì Tình Đạt có nói cô Nhật Quỳnh đó là không có vào sinh hoạt chùa rung được. Tuy nhiên thì sau khi mà sắp xếp Chư Tăng đi tụng kinh đám tang nhà Phật tử, thì Tình Đạt thấy rằng có thể vào trong rung được, cho nên chưa có kịp thông báo cho Quỳnh hay, mà Tình Đạt vào thẳng trong rung luôn. Và nếu mà quý vị không có cái trở ngại gì thì chúng ta có thể ôn bài trong ngày hôm nay được không ạ? Hay là chúng ta giữ cái bài ôn tập cho cái tùy tuần sau? Dạ mời cô Nhật Quỳnh. Cô Nhật Quỳnh cho sư xin vài phút nha, để sư gửi bài. Dạ sa thú chúng con kính tri ân sư rất là nhiều luôn. Dạ sư đã vào những thời gian vào đạo tràng để cùng chúng, cho chúng con được ôn bài tập cầu pháp của kinh số 155 và 156. Dạ bây giờ thì như pháp mời cô Tuệ Duyên, cô Trần Đạo, Tina, Hoàng Thị chuẩn bị tinh thần để ôn bài, và sa thú cô Rạng Đông đã cho cái đề. Và như pháp cầm mic một chút xíu để Đức Tịnh Đạt sẽ đưa bài, hay là bây giờ cô Tuệ Duyên có sẵn sàng chưa? Và cô Tuệ Duyên sẵn sàng có thể ông bài 155 và 156 để Đức Tịnh Đạt có thể đưa duyên sự, rồi Như Pháp và cô Rạng Đông sẽ phát duyên sự lên. Dạ cô Tuệ Duyên có trước máy không ạ? Cô Trần Đạo có trước máy không ạ? Tina ơi, Tina có trước máy không Tina? Alo, vị nào có chiếc máy xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên. Dạ, xà thú cô Trần Đạo. Xà thú thì nè, quá xà thú. Nhà sư cố gắng tranh thủ để cho đạo tràng mình không có mất một buổi ôn tập. Mình rất là hoan hỷ. Dạ, cảm ơn Tina nha. Dạ, bây giờ thì có cô Tina, có cô Trần Đạo, có Tina ở chiếc máy. Dạ giờ vị nào có thể ông bài trước thì như pháp nhường mít. Dạ xa thú, cảm ơn cô Trần Đạo, cảm ơn cô Đặng Đông đã cho bài học. Dạ Nam Mô Bổn Thầy. Dạ Nam Mô Tham Ma. Dạ Nam Mô Sanh Khai. Dạ con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức Tịnh Đà cư đôn túc tăng, kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Hốc Cứu số 155 ạ. Acharito Brahmachariyam Alattha Yoba Bane Thanang Chinna Kon Chava Chayan Tí Khi Ná Mắc Kề Quá Bàn La Lề. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao ủ rũ không tôm cá,
đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Acharito Brahmachariyan Alathayo Bane Thanang Chinna Cùng chào quá cha dân tí khi ná mắc chê quá bàn lá lề. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao, ủ rũ không tôm cá. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kinh 156 Acharito Brahmachariyan Alatha Yobane Thanang Sang Tí Cha Ba Tikhi Na Wa Urana Ni Anut Thu Năng. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Acharito Brahmachariyan Alatha Yobane Thanang Sang tí cha bà tí khi na na quá u ra na ní anut thu năng. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm bạc tiền, như cái cung bỉ thở than những ngày qua. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, chị Đặng Đông cho xin duyên sự ạ. Dạ, chưa có duyên sự hả? Dạ thôi vậy xin gửi mic lại cho đạo tràng ha. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Cảm ơn chị Đăng Đông đã bớt bài. Nam mô Bụt Tha Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài câu Phật cú số 155. Acharito Brahmachariyan Alatha Yopane Thanang Chinna Koncha Vacha Yanti Khi Namatche Vapanlake Banlale. Acharito Brahmachariyan Alatha Yopane Bát nề thát năng chinh na con cha quá cha yàn tí khi nam mắt chê quá văn lát lê. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao ủ rũ không tôm cá, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Acharito Brahmachariyan Alatha Yopane Thanang Chinna Koncha Vacha Yanti Khinna Manche Vapanlale. Acharito Brahmachariyan Alatha Yopane Thanang Chinna Koncha Vacha Yanti Khinna Manche Vapanlale. Dạ, câu pháp cú số 156. Acharito Brahmachariyan Alatha Yopane Thanang Senticha Pa Thikina Vapurana Ni Anutunang. Acharito Brahmachariyan Alatha Yopane Thanang Senticha Pa Thikina Vapurana Ni Anutunang. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Acharito Brahmachariyan Alatha Yopane Thanang Senticha Pa Thikina Vapurana Ni Anutunang. Acharito Brahmachariyan Alatha Yopane Thanang Senticha Pa Thikina Vapurana Ni Anutunang. Dạ thưa con đã đọc xong câu pháp cú số 155 và 156.
con kính tri ân quý sư quý bà quý cô tư nữ, con kính tri ân đạo tràng và con kính mời vị kế tiếp. Dạ con cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt ạ. Dạ sa thú sa thú. À, cô Nhật Quỳnh có nhận được bài của sư gửi chưa chứ cô Nhật Quỳnh á? Dạ rồi, à, bây giờ dạ rồi, à, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi ôn tập ngày hôm nay. Do vì cái công việc nó cập rập cho nên ngày hôm nay sinh hoạt của chúng ta nó có bị gián đoạn một tí xíu. Dạ, mong các vị cũng quan hỷ. Tình Đạt cũng cố gắng để mà chúng ta có được cái buổi sinh hoạt như thường lệ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Chúng con xin kính đảnh lễ chư tăng thượng tọa minh hạnh và mến chào toàn thể quý vị đang có mặt ở diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay ngày chủ nhật, diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung là ôn tập cuối tuần với hai câu kệ ngôn Pháp Cú số 155 và 156. Hai câu kệ ngôn Pháp Cú kết thúc cho cái phẩm Charawaka phẩm gia. Dạ bây giờ quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi ôn tập ngày hôm nay. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami Upapanno bhagavato savaka sangho sanghang namami. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá. Một lần nữa con xin kính lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị. Hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ ôn tập cuối tuần với hai câu kệ ngôn số 155 và 156 liên quan đến một cái tích truyện duyên sự, đó là con trai của một đại phú gia mà phá sản. Bây giờ chúng ta sẽ ôn tập trước hai câu kệ ngôn và mời tất cả quý vị chúng ta cũng ôn tập hai câu kệ ngôn và một cái duyên sự. Có thể hôm nay Tịnh Đạt cùng ôn tập duyên sự cùng với quý vị, bởi vì hôm nay chúng ta chỉ có một cái duyên sự mà thôi để kết thúc cho cái phẩm Charawaka. Thì Tịnh Đạt có soạn một cái duyên sự dài hơn là duyên sự bình thường ở những cái câu khác, chi tiết hơn để nói về cái duyên sự này. Phải nói rằng cái duyên sự này, khi mà Tịnh đọc, Tịnh Đạt mà đọc lại đó, để mà soạn đó, bình thường đó, là đọc hai cái câu này rất là quen thuộc, gần như là thành một cái câu ca dao tục ngữ. Nhưng mà khi mà biên soạn lại cái câu này đó, Tịnh Đạt giật mình. Thì một lát nữa cuối giờ Tịnh Đạt sẽ chia sẻ thêm về cái ý nghĩa liên quan đến cái nội dung ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ ôn tập cho cái hai câu kệ ngôn này. Câu pháp cú số 155 và 156 phẩm Charawaka phẩm gia có nội dung như sau. Câu số 155. Acharitva brahmachariyang alathayopanethanang chenna konchavachayanti
khi na ma chi wa ban la le achari toa brahma chari yang alatha yuppa ne tha nang jena con cha wa jayanti khi na ma chi wa ban la le. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao, ủ rũ không tôm cá. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao, ủ rũ không tôm cá. Câu số 156. Achari toa brahmachari yang alatha yoppa netanang senti chabati khanawa buranani atutanang. Achari toa brahmachari yang alatha yoppa netanang senti chabati khanawa buranani anutanang. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Nam mô Bụt Thầy Giá Bản Việt Ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Cô Nhật Quỳnh quan hỷ cho sư sinh cái duyên sự. Kệ pháp cú này, Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư thuyết khi Ngài ngự tại Isipatana Migadaye, rừng Lộc Giả, đề cập đến con trai của ông Bá Hộ. Tại thành Varanasi có gia đình giàu có, nhưng thiếu gia giáo chỉ mong con mình sau này sống sung sướng hưởng thụ với gia tài khổng lồ của mình. Người con trai sau khi thừa hưởng gia tài nhưng không có khả năng gìn giữ, đã vậy còn tiêu pha hoang phí vào các trò tiêu khiển no say sa đọa, dẫn đến tán gia bại sản. Cuộc đời của cậu con trai Bá Hộ từ đó cũng trở nên nghèo nàn và phải đi xin ăn mà sống qua ngày. Tiếc thương cho hoàn cảnh của cậu, Đức Phật nhắn nhủ với các đệ tử rằng: giá như người này không phung phí tài sản, siêng năng chăm làm công việc, thì chắc sẽ trở nên đệ nhất Bá Hộ này. Hơn thế nữa, sẽ có khả năng lãnh ngộ giáo pháp. Và chứng quả A-la-hán. Còn bây giờ công tử đã bỏ cả tài sản của người cư sĩ tại gia, bỏ cả quả báo của bậc xuất gia giải thoát, thành ra phải chịu đói khát, phung phí tuổi trẻ, không sống đời tu tập. Giờ đây giống như con cò già đứng bên hồ không có cá, cũng như phung phí tuổi trẻ, không sống đời tu tập. Giờ đây giống như cây tên gãy nằm chết trong rừng. Nhà Nam Mô Bụt Thầy Giá. Đó là cái duyên sự tóm tắt ở trong cái nội dung hai câu kệ ngôn pháp cú số 155 và 156. Và bây giờ xin mời vị kế tiếp chúng ta cùng ôn tập lại hai câu kệ ngôn này. Dạ. Xin mời cô Tuệ Duyên ạ. Dạ sa thú lành thay. Sa thú. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Kính Lệnh Đại Đức Tịnh Đạt. Kính lễ với cô.
các cô. Nam mô Bụt Dạ dạ cô tự duyên rất nét rồi. Ô có Thi Na trước máy, Thi Na ơi lên ôn lại và đọc duyên sự Thi Na ơi. Dạ con kính tri ân sư. Thi Na đưa bàn tay hoặc cô Trần Đạo, dạ mời quý vị ôm mày lại à. Dạ con xin phép được đọc lại bài hả? Câu pháp cú số 155. Ancharito brahmachariyam antha alanthayam panethanang chinna koncha vachayanti khinamanche vapannale. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao, ủ rũ, không tôm cá, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Câu pháp cú số 156. Acharito brahmachariyam alanthayam panethanang senti chapa tikhinawa puranani anuntunang. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kể pháp cú này, Đức Bổn Sư thuyết khi ngự tại Isipatane Mikadaye rừng Lộc Giả, đề cập đến con trai ông Bá Hộ tại thành Varanasi. Có gia đình giàu có, nhưng thiếu gia giáo chỉ muốn con mình sau này sống sung sướng hưởng thụ với gia tài khổng lồ của mình. Người con trai sau khi thừa hưởng gia tài nhưng không có khả năng gìn giữ, đã vậy còn tiêu pha hoang phí vào các trò tiêu khiển, no sai, so đọa, dẫn đến tan gia bại sản. Cuộc đời của cậu con trai Bá Hộ từ đó cũng trở nên nghèo nàn và phải đi xin ăn mà sống qua ngày. Tiếc thương cho hoàn cảnh của cậu, Đức Phật nhắn nhủ với các vị đệ tử rằng, giá như người này không phung phí tài sản, siêng năng chăm làm công việc, thì chắc sẽ trở nên đệ nhất bá hộ ở thành này. Hơn thế nữa, sẽ có khả năng lãnh ngộ giáo pháp và chứng đạo quả A-la-hán. Còn bây giờ, công tử đã bỏ cả tài sản của người cư sĩ tại gia, bỏ cả quả báo của bậc xuất gia, giải thoát, thành ra phải chịu đói khát, phung phí tuổi trẻ, không sống đời tu tập. Giờ đây giống như con cò già đứng bên hồ không có cá, cũng như phung phí tuổi trẻ không sống đời tu tập, giờ đây giống cây tên gãy nằm chết trong rừng. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Dạ con kính mời vị kế tiếp. Dạ Nam Mô Bụt Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sàng Khai Dạ. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, kính lễ cô tu nữ Trị Duyên, cô tu nữ Như Pháp, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh pháp cú số 155. Acharito Ramachariyam Alatayo Vanethanam Chinna koncha wa cha yang ti hina makche wa ban la le. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao, ủ rũ không tôm cá. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
câu kệ 156. Achari toa rama chari yang alathayo bade thanang santi kapati hinawa uranani anuturang. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư thuyết khi Ngài ngự tại Isipatane Migadaye, rừng Lộc Đã, đề cập đến con trai ông Bá Hộ tại thành Varanasi. Có gia đình giàu có nhưng thiếu gia giáo, chỉ muốn con mình sau này sống sung sướng, hưởng thụ với gia tài khổng lồ của mình. Người con trai sau khi thừa hưởng gia tài nhưng không có khả năng gìn giữ, đã vậy còn tiêu pha quan phí vào các trò tiêu khiển, no sai xa đọa, dẫn đến tán gia bại sản. Cuộc đời của cậu trai Bá Hộ từ đó cũng trở nên nghèo nàn và phải đi xin ăn mà sống ngày. Tiếc thưa cho hoàn cảnh của cậu, Đức Phật nhắn nhủ với các vị đệ tử rằng, giá như người này không phung phí tài sản, siêng năng chăm làm công việc, thì chắc sẽ trở nên đệ nhất Bá Hộ ở thành này. Hơn thế nữa, sẽ có khả năng lãnh ngộ giáo pháp và chứng đạo quả A-la-hán. Còn bây giờ công tử đã bỏ cả tài sản của người cư sĩ tại gia, bỏ cả quả báo của bậc xuất gia giải thoát, thành ra phải chịu đói khát, phung phí tuổi trẻ, không sống đời tu tập. Giờ đây giống như con cò già đứng bên hồ không có cá, cũng như phung phí tuổi trẻ không sống đời tu tập, giờ đây giống cây tên gãy nằm chết trong rừng. Dạ, con đã kể xong ạ. Dạ, xin cảm ơn chị Đặng Đông đã bắt bài. Con xin gửi mít lại cho cô tu nữ Trệ Duyên. Dạ con thể đạo tràng có nghe âm thanh của chị Yên không ạ? Xin rằng chị Đình Đạo nó bị dạ không mở lớn được mở lớn thì nó bị nó... Dạ cảm ơn đọc câu pháp lại. Bây giờ mở bớt tay. Dạ cảm ơn cô. Mở lớn thì lại bị rè, khổ thế. Dạ bây giờ tự nhiên xin đọc lại ạ. Achari toa tha năng chế quá bà nê achari toa ramachari yang atha yap bà nê tha năng nạc con cha quá cha yang chi hi nê quá bà nê achari toa ramachari chari yang Allah yop bát nề thanh chinh nắc con cha quan pat chê quát bàn lệ lệ lúc trẻ không hạnh tìm như con uống rượu phất cú 156. Achadita ramachari yang thabyabane thanang senti chapati
Kinawa Burananu Thunang Achari Machariya Abhyopanye Thanang Sen Pachatina Lúc trẻ không phạm hạnh, không kiếm tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Dạ, dạ. Kệ kinh Pháp Cú này, Đức Bổn Sư thuyết khi tại Isipatana rừng lộc giả đề ông thành Varanasi có gia đình giàu có, chỉ muốn con mình sau với gia tài khổng lồ mình, người khi cũng gia nhưng không có cảm giữ, còn tiêu pha hoang phí các trò no say xa tán gia bạc. Alo Rạng Đông có bớt cái bài lên. Cuộc đời của anh đi ăn xin sống qua ngày cho hoàn cảnh của cậu, người này không phung phí tài siêng năng việc thì có khả năng lãnh một là được. Là thấy còn nữa giờ sĩ tại gia bỏ cả quả báu của bậc xuất gia giải thoát, có chịu đói khát phung phí giờ đây sinh bờ đến đứng bên bờ hồ tu tập, giờ đây giống cây tên gãy dạ dạ cảm ơn chị rằng hôm nay chụp chuyện đó dạ bây giờ sa thú cô Tệ Duyên, hôm nay đường nét của cô yếu nên rằng đông nghe không có được liên tục, nhưng cũng cô cũng ráng kể đến hết bài. Sa thú cô, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc ôn câu Pháp Cú số 155. Achari tòa brahmachari yang alatha yopane thanang chinna con cha vacha yam tí khi namat
chê quá bàn lá lê. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao, ủ rũ không tô cá. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin đọc tiếp câu 156. Achari tòa brahmachari yang alapha yot ba ne tha năng sang tí cha pa tí khi na quá pú ra na ní á nú thú năng. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và thưa sau đây con xin đọc viên sử tóm tắt ạ. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết khi ngự tại ý xí Bá Tá Nề Mí Gá Đà Dê rừng Lộc Giả, đề cập đến con trai ông Bá Hộ tại thành Varanasi có gia đình giàu có nhưng thiếu gia giáo, chỉ muốn con mình sau này sống sung sướng hưởng thụ với gia tài khổng lồ của mình. Người con trai sau khi thừa hưởng gia tài nhưng không có khả năng gìn giữ, đã vậy còn tiêu pha quan phí vào các trò tiêu khiển, no sai sa đọa, dẫn đến tán gia bại sản. Cuộc đời của cậu con trai Bá Hộ từ đó cũng trở nên nghèo nàn và phải đi xin ăn mà sống qua ngày. Tiếc thương cho hoàn cảnh của cậu, Đức Phật nhắn nhủ với các vị đệ tử rằng, giá như người này không phung phí tài sản, siêng năng chăm làm công việc, thì chắc sẽ trở nên đệ nhất Bá Hộ ở thành này. Hơn thế nữa sẽ có khả năng lãnh ngộ giáo pháp và chứng đạo quả A-la-hán. Còn bây giờ công tử đã bỏ cả tài sản của người cư sĩ tại gia, bỏ cả quả báo của bậc xuất gia giải thoát, thành ra phải chịu đói khát, phung phí tuổi trẻ, không sống đời tu tập. Giờ đây giống như con cò già, đứng bên hồ không có cá, cũng như phung phí tuổi trẻ, không sống đời tu tập. Giờ đây giống cây tên gãy, nằm chết trong rừng. Dạ thưa chấm dứt, kính cảm ơn cô tu nữ Như Pháp. Kính mời cô ạ. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn cô Sang Đông, cô Trần Đạo, Vina đã hoan hỷ ông bài và chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đạt rất là nhiều. Dạ, sư vào đạo tràng để cho chúng con không mất buổi ôn tập ngày hôm nay. Nhưng mà lúc nãy con nghe sư nói duyên sự này rất là hay, nên hôm thay vì con ôn bài, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt và sư hoan hỷ để cho giảng dạy duyên sự này cho rõ hơn, để cho chúng con được học hiểu để hành theo, để có một chút xíu lợi ích ạ. Và con kính nhân mít đến sư. Dạ, sa thú lần thay. Các vị con có nghe rõ âm thanh không ạ? Đường truyền hôm nay cũng hơi chập chờn. Không biết các vị có nghe rõ và liên tục không? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, dạ cảm ơn cô Đặng Đông, dạ cảm ơn cô Trần Đạo, cô Tuệ Duyên. Duyên sự ngày hôm nay đó, mà chúng ta thường chúng ta đọc cái câu kệ ngôn pháp cú này, chúng ta sẽ hiểu ngay là cái nội dung, ý nghĩa. Cái nội dung ý nghĩa là lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao ủ rũ không tôm cá. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy thở than những ngày qua. Nói về cái việc đó là tuổi trẻ không có năng nổ tạo dựng tài sản, cũng như là tạo dựng cái nền tảng đó, thì tuổi già, tuổi về hưu sẽ gặp những cái khó khăn. Tuy nhiên ở trong cái câu kệ ngôn này, khi mà chúng ta đọc kỹ lại cái phần duyên sự đó, nó có một cái ý nữa mà Tịnh Đạt giật mình là như thế này. Khi mà kết của cái duyên sự đó, Đức Phật Ngài có nhắc đến cái nội dung, nếu như cái người đang sinh ăn
là từng là một cái công tử giàu sang phú quý, con của một bá hộ khét tiếng ở trong trong thành đó. Nếu như mà tuổi trẻ của cái người này đó mà siêng năng tạo dựng tài sản và không có phung phí thì cái người này sẽ giàu có, trở nên giàu có hơn. Và đặc biệt đó là cái cơ duyên để mà xuất gia, để mà hành đạo, cái nhân duyên sẽ chứng đắc được một đạo quả A-la-hán. Và ở tuổi trung niên, nếu như người này biết tỉnh ngộ, biết quay đầu, biết thức tỉnh thì cũng trở thành một cái người giàu có ở trong thành. Và trễ hơn một tí xíu, nhưng mà người này vẫn còn cái khả năng để mà nhập vào cái dòng thánh là chứng đắc quả A-na-hàm. Còn trễ hơn nữa, ở trong cái lúc mà tuổi xế chiều mà biết để mà sửa đổi thì cũng còn cái khả năng để mà chứng đắc được quả Tư Đà Hàm. Nhưng mà cuối cùng thì kể cả ba cái giai đoạn trong cuộc đời, từ trẻ, từ trung niên tới lão niên, tuổi già, cũng không có được cái hướng thiện, cũng không có được cái việc này đó. Thưa quý vị, rằng nó một cái ý như thế này nè, mà chúng ta suy nghĩ đi suy nghĩ lại, chúng ta sẽ giật mình, đó là cái việc mà chúng ta dễ vui á, cái việc mà chúng ta hoang phí, cái việc mà chúng ta bỏ lỡ những cơ hội để mà chỉnh sửa, cải thiện cuộc đời của mình á, chúng ta bỏ qua những cái cơ hội để mà làm lành tránh dữ, thì không phải là mất cái cơ hội để mà làm giàu, mất cái cơ hội để mà phát triển, mà hơn thế nữa, mình mất luôn cái cơ hội để mà gieo duyên với cái con giải thoát. Cái điểm này đó, bởi vì chúng ta không có thấy được, chúng ta không có nhìn sâu chuỗi được cái thời gian cũng như là cái nhân duyên của cuộc đời mình. Từ chỗ này đó mà chúng ta thấy rằng những cái lúc mà chúng ta dễ vui, giải đãi hay là phóng dật để mà làm các cái điều ác xấu đó, thì chính cái nhân này á, nó dẫn đến cái quả khổ đau, mà đặc biệt hơn nó đóng lại cái nhân. Mà nếu như không có cái việc dễ vui, không có cái việc mà phóng dật giải đãi, thì dẫn đến một cái con đường thiện tâm rất là tốt. Cái điều này chúng ta có thể nói rằng trong cái hiện tại, cho dù mình cố gắng cỡ nào, cho dù mình có nỗ lực cỡ nào, cũng không có thể được giải thoát Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán ngay trong kiếp này. Nhưng thưa quý vị, rằng cái suy nghĩ như vậy đó làm cho mình chùn bước. Chúng ta hãy suy nghĩ rằng cái việc mà chúng ta cố gắng nỗ lực từ bây giờ, không có để cái sự dễ vui, không để cái sự mà xem thường các cái ác pháp, xem thường các cái thiện pháp đó, là cái nhân duyên rất là lớn để mà chúng ta gặp lại chánh pháp và chúng ta tiếp tục bồi dưỡng cái con đường giải thoát. Cái điểm này đó là vừa đóng lại, ngăn cản cái nhân tạo ra cái quả khổ đau, bên cạnh đó chúng ta lại tiếp tục mở ra và hướng đến cái con đường giải thoát. Còn ngược lại thì vô tình chúng ta lại mở ra một cái con đường đau khổ và bên cạnh đó đóng lại cái con đường giải thoát.
nó không đơn thuần, nó chỉ là cái câu nhắc nhở để tạo dựng tài sản an vui trong kiếp hiện tại, mà còn nói rằng nếu như không có cái sự cẩn thận để tránh, để tránh hay là để ngăn ngừa cái sự mà dễ vui giải đại trong các pháp, thì vô tình chúng ta sẽ đóng luôn cái cửa, đóng luôn cái con đường, đóng luôn cái mà chúng ta hướng đến cái sự giải thoát. Một cái ý mà ở trong cái câu kệ ngôn này phải nói rằng khi mà nghĩ đến đây đó, mình phải nói rằng cái việc mà mình làm ác, cái việc mình dễ vui á, nhiều khi do vui quá, do chúng ta ham vui, mà khi mà nghĩ đến đây chúng ta sẽ giật mình, đó là chỉ vì cái vui này mà nó hại về sau nhiều quá, cái hậu quả nó lớn quá. Không chỉ là cái hậu quả của cái việc dễ vui làm các cái ác pháp, mà là cái hậu quả ngăn cản, che đậy và làm cho chúng ta không còn thấy cái con đường hướng đến cái sự giải thoát nữa. Đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Thì hôm nay câu kệ ngôn pháp cú số 5, 155-156 chúng ta vừa ôn tập xong. Nếu không có cái gì thay đổi thì tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập với phẩm tự ngã, câu kệ ngôn pháp cú số 157 và 158 liên quan đến hai cái tích truyện duyên sự là Bồ Thí Ra Chát Kumara, Vương Tử Bồ Đề, và tích truyện Upananda Sakyaputta Thera, Thích Tử Upananda. Hai câu kệ ngôn pháp cú phẩm tự ngã. Và bây giờ chúng ta hết giờ sinh hoạt rồi. Con xin kính tri ân chư Tăng và tri ân tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn cũng như là tham gia các cái sinh hoạt một cách điều đặn và đầy đủ. Cũng chuẩn bị cho mùa lễ an cư kiết hạ của chư Tăng rồi, thì mong rằng sẽ có nhiều cái thời gian và có nhiều cái bài giảng của các vị giảng sư cũng như là các cái giờ sinh hoạt được của các cái quý vị được liên tục cũng như là đầy đủ, không có bị gián đoạn trong 3 tháng an cư mùa mưa sắp diễn ra ở đây. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin tri ân chư Tăng và mến chào toàn thể quý vị. Dạ, bây giờ xin mời các vị MC trở lại với diễn đàn ạ. Dạ, sa thủ thành thai, chúng con thanh kính lãnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đạt rất là nhiều. Dạ, con cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh. Dạ, sư con chúc mái. Dạ, sư đã rời rung rồi. Con cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt cầm mít kết lại để chúc phúc đạo tràng cho chúng con ạ. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Avantu sabba mangalang rakantu sabba devata sabba bhavena sanu bhavena sapa sangha nu bhavena soti bhavantu te sathu. Dạ, chúc quý vị được sự an vui tân hóa. Dạ, sa thú chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đạt và chúc phúc cho đạo tràng. Dạ, con không có sự